nhân dịp khai trương hoạt động trở lại của vũ trường Baby Club, và cũng để cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong thời gian qua. Lần đầu tiên trên một sân khấu hải ngoại, đặc biệt là ở Houston, bà tiếng hát tài danh trẻ của làng âm nhạc Việt Nam cùng đứng chung một sân khấu tại vũ trường Baby Club, Nam Trường và hai chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết. Cẩm Ly đến từ Việt Nam sau một thời gian dài vắng mặt ở Hoa Kỳ và đã trở lại để phục vụ những người yêu thích dòng nhạc Cẩm Ly, một giọng hát quê hương tình cảm ngọt ngào. Minh Tuyết nóng bỏng trẻ trung, Lam Trường trữ tình lãng mạn. Giá vé đầu hàng chỉ có 35 Mỹ Kim. Vũ trường Babies lớn, đẹp, sang trọng, âm thanh ánh sáng tuyệt vời.